Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày mùng 3 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự diễn đàn kinh tế thương mại Việt Nam Australia. Hội nghị giao ban cụm thi đua hội nhà báo các tỉnh thành phố dọc đường 6 năm 2022. Cùng với các loại cây ăn quả chủ lực như xoài, nhãn, mận hậu, các loại cây ăn quả có múi như cam, quýt, bưởi cũng mang lại nhiều giá trị về kinh tế cho người nông dân. Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, chiều ngày 2 tháng 12, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thương mại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và các đối tác ở Australia tổ chức. Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Công Thương đã trực tiếp trả lời, trao đổi thêm về các chính sách của Việt Nam, nhấn mạnh những chính sách ưu tiên đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Quốc hội và chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới các doanh nghiệp đã ban hành nhiều đạo luật để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, coi thành công của doanh nghiệp như thành công của mình và coi những khó khăn của các nhà đầu tư là nỗi đau của chính mình. Lãnh đạo các bộ ngành cũng trao đổi thêm về các cơ hội hợp tác thương mại, sự quan tâm của bạn về định hướng phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long và những chính sách đặc thù cho khu vực này. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế đầu tư Việt Nam Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Năm 2023 được coi là năm hết sức có ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, ngoài hợp tác tốt đẹp trong chính trị, ngoại giao thì những đột phá trong lĩnh vực kinh tế cần được quan tâm. quan hệ chính trị rất là tin cậy và tốt đẹp giữa hai nước đó là nền tảng cho cái sự phát triển và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Úc. Và nếu như cái quan hệ tốt đẹp về tin cậy về chính trị ngoại giao là nền tảng và cái giao lưu nhân dân nó là chất xúc tác cực kỳ mạnh mẽ thì, thì cái quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư chính là động lực chính cho cái quan hệ đối tác chiến lược của hai nước Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Australia, hai bên đều thể hiện quyết tâm hướng tới nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp. Muốn vậy, hợp tác kinh tế tiếp tục được coi là trụ cột và cần phải đẩy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong đó có vai trò các nhà đầu tư của cả hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo thêm với các nhà đầu tư Australia về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong phòng chống dịch và hồi phục phát triển kinh tế. Và 9 tháng đầu năm nay thì Việt Nam có mức tăng trưởng là 8,83%. Và chúng tôi tin chắc là năm nay Việt Nam ít nhất có cái mức tăng trưởng bình quân chung là 8,5%. Và cái điều đặc biệt là kinh tế vĩ mô chúng tôi vẫn giữ được cái ổn định và lạm phát 10 tháng nay mới chỉ ở mức 2,7% thôi. Và về thu ngân sách thì xin thưa quý vị là 10 tháng nay thì Việt Nam đã thu vượt và đạt 104 cái dự toán ngân sách năm rồi và trên cơ sở cái nền tảng như vậy thì Quốc hội vừa qua đã quyết định là năm tới sẽ tăng lương cho cán bộ công chức cho nhân viên và cho cả người nghỉ hưu lên khoảng trên 20%. Thì tôi biết rất nhiều các nhà đầu tư đây, các cái diễn giả đây đã từng đi du lịch hoặc là chưa từng tới Việt Nam thì tôi rất là mong các bạn đến Việt Nam nhiều hơn nữa để chúng ta tìm kiếm và chúng tôi thấy là một điểm đến rất hấp dẫn của các các nhà đầu tư chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh quốc hội và chính phủ việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp australia tin tưởng sau diễn đàn được tổ chức nhiều thỏa thuận hợp tác định hướng làm ăn giữa hai nước sẽ được các doanh nghiệp triển khai trong thực tiễn đóng góp tích cực vào thành công chung trong hợp tác tốt đẹp và tin cậy chính trị giữa hai nước Năm 2022, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Phú Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, đạt được những kết quả toàn diện. Nội dung được đánh giá tại hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Phú Yên, khóa 20. Năm 2022, toàn huyện Phú Yên ước đạt 19 trên 21 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế của huyện duy trì phát triển khá, thu ngân sách ước đạt 132,058 tỷ đồng, vượt 25,3% dự toán tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.640 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp tạo việc làm ổn định cho 3.300 lao động, tiếp tục chỉ đạo mở rộng sản xuất lúa hữu cơ đạt trên 520 ha. Xây dựng nông thôn mới đạt chỉ tiêu công nhận xã Tường Thượng, đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn huyện lên 10 xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,63% hộ cận nghèo còn 9,53%. Lĩnh vực văn hóa giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được củng cố, công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị được quan tâm. Trong năm có 196 trên 207 bản tiểu khu hoàn thành việc kiện toàn bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng bản, trưởng tiểu khu đạt 95%. Năm 2023, huyện Phú Yên đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Sáng ngày 3 tháng 12, hội nhà báo tỉnh Sơn La đã đăng cai tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua hội nhà báo các tỉnh thành phố dọc quốc lộ 6 năm 2022. Năm 2022, thường trực hội nhà báo trong cụm bao gồm Hội nhà báo thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu làm tốt công tác giáo dục chính trị cho hội viên nhà báo. Hoạt động các cấp hội trong cụm được đổi mới, chất lượng và có sự phối hợp gắn kết chặt chẽ. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc thi báo chí do trung ương, cụm, tỉnh phát động. Phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh ủy, sở thông tin và truyền thông, thủ trưởng các cơ quan báo chí định hướng công tác tuyên truyền, quản lý hội viên, bảo vệ quyền lợi hội viên chăm lo công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong tuyên truyền trên báo chí, đề xuất những giải pháp, trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hội viên, chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm về phối hợp tuyên truyền, phát triển du lịch, giới thiệu các điểm đến hấp dẫn, đặc trưng, tuyên truyền sự kiện văn hóa du lịch lớn của các địa phương. Thông qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch khởi sắc hơn, tăng cường gắn kết giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài cụm, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền, góp phần phục hồi, phát triển du lịch trong thời gian tới. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi báo chí viết về chủ đề Du lịch qua miền Tây Bắc năm 2022, phát động cuộc thi báo chí về chủ đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tiến trình hội nhập và phát triển năm 2023. Báo Phụ nữ Thủ đô trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 học sinh vượt khó trong học tập trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cùng với việc phát huy lợi thế về thổ nhưỡng khí hậu của địa phương để phát triển sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, Thời gian qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Dũng Tiến, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu còn định hướng và hỗ trợ các hộ hội viên đẩy mạnh trồng rau trái vụ gắn với bảo vệ rau màu trước điều kiện bất lợi của thời tiết. Việc làm này không những giúp các hội viên yên tâm canh tác mà còn có được nguồn thu nhập cao, ổn định quanh năm. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Dũng Tiến chuyên trồng các loại rau củ quả như cà chua, bắp cải, đỗ, cải thảo. Hiện nay hợp tác xã có 20 hội thành viên với diện tích sản xuất trên 15 ha, sản lượng hàng năm lên đến 400 tấn rau củ quả các loại. Ngay từ đầu vụ đông năm nay, hợp tác xã đã tập trung sản xuất cà chua, cải thảo, bắp cải và sẽ đa dạng chủng loại sản phẩm vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán nhằm đa dạng hóa nguồn hàng, tăng tính cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu thị trường, đặc biệt là các thành phố lớn và hướng đến thị trường xuất khẩu. Hợp tác xã đang định hướng là sản xuất toàn chăn vụ là chính. Nhưng mà vào vụ đông này thì chúng tôi đang phát triển trồng có cây gối, gồm có cây cà chua sản xuất trong nhà kính. Thì chúng tôi đang cung cấp chính cho bên Vinmark là, là 3 tấn một ngày. Còn về Hiệp hội Rau Nam Định là một tuần là, là 6 tấn. Năm 2023 thì chúng tôi đã có ký kết với công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu và công ty xuất nhập khẩu tạ vững ở Bắc Giang để chúng tôi xuất khẩu sang Đài Loan. Sản phẩm làm ra được tiêu thụ tốt đã mang đến thu nhập ổn định cho 20 hộ nông dân ở bản 83 xã Phiêng Luông. Từ ngày tham gia Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Dũng Tiến, kinh tế gia đình chị Lý Thị Hải ngày càng ổn định hơn. Chị không còn phải lo lắng chuyện được mua mất giá, bởi Hợp tác xã đầu tư giống phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn và bao tiêu toàn bộ các sản phẩm đầu ra là thành viên hợp tác xã thì chúng tôi trồng các loại rau củ quả thì cho năng suất cao hơn với lại giá cả ra thị trường thì ổn định hơn giúp cho kinh tế gia đình được ổn định hơn dự kiến thu của tôi sẽ được khoảng độ 50 tấn và với giá cả bán cho hợp tác xã là sẽ thu được khoảng 150 triệu để chống sương muối và băng giá cho rau màu trong vụ đông. Ngoài việc đầu tư hệ thống tưới rửa trôi sương muối, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Dũng Tiến xã Phiêng Luông còn hướng dẫn các hội viên làm nhà lưới, nhà kính cho vườn rau. Vật tư là lưới siêu bền, có thể sử dụng từ 5 đến 7 năm bảo vệ vườn rau trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, nhất là sương muối và mưa đá. Chúng tôi thì nếu mà cây rau ăn lá ở ngoài rời thì chúng tôi có hệ thống tưới tự động tưới xoay để buổi sáng chúng tôi rửa trôi. Còn một số sản phẩm ở chúng tôi làm trong nhà kính để che được sương gió. Mà định hướng của hợp tác xã đang phát triển diện tích thêm các diện tích trong nhà kính nhà lưới. Huyện Mộc Châu có nhiệt độ trung bình thấp hơn các địa phương khác trong tỉnh. Mùa đông thường có sương muối kèm theo gió lạnh. Việc chủ động phòng chống rét cho rau màu có ý nghĩa rất quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do tác động của thời tiết gây ra bảo đảm lợi ích kinh tế cho người dân và các hợp tác xã sản xuất rau trên địa bàn huyện. Thời gian qua, huyện Sóc Cộp đã phối hợp với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao triển khai mô hình trồng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết, cung cấp nguyên liệu cho trung tâm chế biến rau quả Doveco, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Ủy ban nhân dân huyện Sóc Cộp đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các xã thực hiện dự án tuyên truyền vận động người dân phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời chỉ đạo ra soát hiện trạng, khả năng bố trí quỹ đất, tuyên truyền và động người dân chuyển đổi diện tích đất trồng cây hoa màu kém hiệu quả để trồng dứa. Ký cam kết đồng hành với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao trong phát triển vùng nguyên liệu, đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho nhà máy hoạt động. Đến nay, toàn huyện đã trồng được 45,4 ha dứa tại địa bàn các xã Sốp Cột, Mường Và, Dồm Cang, Búng Bánh, Sam Kha và Mường Lèo. Năm 2022, dự kiến diện tích cho thu hoạch là 36 ha, ước sản lượng đạt 915 tấn quả thời gian tới huyện Sóc Cộp tiếp tục tuyên truyền vận động hợp tác xã, hộ gia đình tích cực chuyển đổi diện tích đất nương kém hiệu quả sang triển khai trồng cây dứa trên địa bàn huyện nhằm phát triển kinh tế bền vững và ổn định. Sau khi có những đánh giá hiệu quả sau thu hoạch, tiếp tục nhân rộng diện tích trong những năm tiếp theo, rà soát cơ chế chính sách hỗ trợ người dân phát triển vùng trồng dứa bằng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo một cách phù hợp với tình hình thực tế thực hiện liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với công ty cổ phần thực phẩm đồng giao chi nhánh sơn la để đảm bảo ổn định bền vững nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn huyện. được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp từ nhiều năm nay sơn la đã trở thành vùng cây ăn quả lớn của cả nước cùng với các loại cây ăn quả chủ lực như xoài nhãn mận hậu chanh leo thanh long vân vân thì các loại cây ăn quả có muối như cam quýt bưởi cũng mang lại nhiều giá trị về kinh tế cho người nông dân. Gia đình ông Phạm Văn Đê đã trồng bưởi cách đây hơn 20 năm. Bắt đầu canh tác theo phương pháp truyền thống, gia đình ông gặp không ít khó khăn. Sau một thời gian vừa làm vừa rút kinh nghiệm, ông Đê cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bưởi có mẫu mã đẹp hơn, chất lượng quả được nâng lên. Gia đình ông Đê hiện có trên 30 gốc bưởi diễn với tuổi đời từ 15 đến trên 20 năm tuổi. Mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 10 đến 12.000 quả bưởi các loại, giá trị kinh tế khoảng 200 triệu đồng. Nói chung là cái dòng bưởi này thì nó ở đây nó hợp bưởi diễn, chứ còn các loại bưởi khác thì nó không được lâu bưởi diễn này. Nói chung là đấy 24 năm rồi, 22 năm rồi mà vẫn cứ thành quả vẫn cứ đẹp. Hàng năm xuất ra là thị trường nó phải 10.000 quả, 10.000 quả thì nó rơi vào bình quân là nó cứ 2, 20 000 một quả còn với gia đình bà Nguyễn Thị Thơi trước đây cũng chỉ sản xuất cây ngắn ngày không mang lại hiệu quả kinh tế từ năm 2014 gia đình bà đã chuyển sang trồng các loại cây có múi đến nay gia đình bà Thơi có 4ha cam bưởi trong đó 2ha đã cho thu hoạch trung bình mỗi năm gia đình bà thu hái khoảng 20 tấn quả với giá bán bình quân 20.000 đồng một kg mỗi năm gia đình bà thu lời gần 1 tỷ đồng từ mô hình này cây cà phê trước gia đình cũng trồng rất là nhiều thế nhưng mà cây cà phê thì lại do cái thời tiết các sương muối là lại bị chết thế do vậy mà uh, gia đình chuyển sang cái cam cam thì được cái nó hay là nó thích hợp với rét ở đây là sương muối không bị chết thế và quá trình trồng và chăm sóc thì nó cũng nếu chính ra thì nó nhàn hơn so với các cây trong màu theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có trên 4.600 hectare cây ăn quả có múi, tập trung ở các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên, Sốp Cộp, Sông Mã, Yên Châu. Dù chưa hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh, song các mô hình trồng cây ăn quả có múi đã và đang góp phần đa dạng các loại cây trồng, mang lại nhiều giá trị kinh tế, môi trường, gia tăng nguồn thu nhập cho người nông dân. Trong thời gian vừa qua, thì đối với cây ăn quả có múi, thì người dân cũng đã phát triển và cũng đã áp dụng cái khoa học kỹ thuật và trọng tâm để, để 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 nâng cao cái giá trị của nó. Thì trong cái cây ăn quả có múi nó tập trung hai cây trồng chính, đó là cây bưởi và cây cam. Việc phát triển các loại cây trồng có múi không chỉ đa dạng các loại cây trồng, tạo ra các mô hình sinh kế bền vững và ổn định, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động ở địa phương mà còn tạo ra các sản phẩm mang tính đặc trưng vùng miền như cam Phú Yên, cam Nà Mòn, bưởi da xanh Mai Sơn mang lại nhiều giá trị kinh tế cho người nông dân. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi. Bảo vệ môi trường từ quy trình xử lý nước thải sơ chế cà phê. Nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi Việt Nam về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc tế, trang bị kiến thức kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi, sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, phát huy tính sung kích, tiên phong, đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030. Chương trình trên được triển khai thực hiện cả ở trong nước và nước ngoài từ năm 2022 đến năm 2030, tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu nhi Việt Nam từ 6 đến 30 tuổi. Trong đó đặc biệt chú trọng vào các nhóm đối tượng mà các chương trình đề án khác chưa phủ tới như trẻ em, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên làm kinh tế, thanh niên lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phần đầu 100% đoàn cơ sở cấp huyện và cấp tỉnh có ít nhất một hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về học tập rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương đơn vị 100% đoàn các cấp tổ chức ít nhất một hoạt động khóa học ngoại ngữ kỹ năng hội nhập quốc tế trực tuyến miễn phí dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn 100% đoàn cấp tỉnh phối hợp với hội sinh viên đội thiếu niên tiền phong cấp tỉnh các trường đại học cao đẳng trung học phổ thông xây dựng và tổ chức ít nhất một sân chơi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương đơn vị. 100% cán bộ đoàn, hội, đội, chuyên trách các cấp tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc. Đến năm 2030, ít nhất 10 triệu lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động của chương trình. Đến năm 2030, phần đấu 100% các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông và cơ quan chuyên trách đoàn cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất một câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Chiều ngày 2 tháng 12, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mùng 2 tháng 12 năm 1975, mùng 2 tháng 12 năm 2022. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, tỉnh Sơn La, thành phố Sơn La, và 125 lưu học sinh Lào đang học tập tại trường cao đẳng y tế Sơn La. Mở đầu chương trình gặp mặt là các tiết mục ca mối nhạc do các lưu học sinh Lào và các sinh viên Việt Nam biểu diễn, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Trường Cao đẳng Y tế Sơn La là một trong những đơn vị đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào. Từ năm 1972 đến nay, nhà trường đã đào tạo được trên 1.000 cán bộ y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân các tỉnh Bắc Lào. Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, lãnh đạo nhà trường đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến các em lưu học sinh Lào và mong muốn các em tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện để trở thành những cán bộ y tế đủ đức, đủ tài, góp sức mình xây dựng đất nước. Buôn đắp thêm tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Lào. Đại diện Sở ngoại vụ, đại diện ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, tỉnh Sơn La, thành phố Sơn La cũng đã tặng quà cho các lưu học sinh Lào. Chiều ngày 2 tháng 12, trường cao đẳng Sơn La cũng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 47 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tới dự có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Các đại biểu và lưu học sinh Lào đã cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác đặc biệt trong đấu tranh, giành độc lập, xây dựng đất nước của hai nước Việt Nam-Lào. Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Những năm qua, trên cơ sở các văn bản hợp tác đã ký kết, tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào thường xuyên tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào, chủ động hỗ trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ và xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị. Từ năm 2001 đến nay, trường cao đẳng Sơn La đã đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành cho gần 3.000 lưu học sinh của các tỉnh Bắc Lào. Trong những năm gần đây, mỗi năm nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt cho hơn 300 lưu học sinh Lào. Trong dịp Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2022, ban giám hiệu trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, tăng cường giao lưu học tập tại nhà trường cho các lưu học sinh. Trong đó, tổ chức các hoạt động thể thao gồm bóng chuyền nam, nữ phối hợp, kéo co, cầu mây. Nhân dịp này, trường Cao đẳng Sơn La và các sở ngành của tỉnh đã tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường, đồng thời trao giải cho các đội đoạt giải thể thao chào mừng 47 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch số 251, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 17 trên địa bàn toàn tỉnh, kịp thời xây dựng, ban hành 39 kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số. Về chính quyền số, toàn tỉnh duy trì có hiệu quả, các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh như hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã, Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 của tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ, trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La đã kết nối tổng hợp một số hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh để quản lý giám sát về tình hình trao đổi văn bản điện tử, quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thống kê số liệu về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các chỉ tiêu thống kê phục vụ quản lý nhà nước của các sở ban ngành. Về kinh tế số triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử 95,7% doanh nghiệp kê khai nộp thuế qua mạng, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% các siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở khám chữa bệnh, trường học trên địa bàn tỉnh. Đến nay tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 53,88%, tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao cáp quang đạt 35,5%, tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số đạt 69,92%, tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 60% nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Sơn La trong 4 ngày từ 28 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 tại huyện Mộc Châu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Phát triển Du lịch Tây Bắc tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho 76 học viên là chủ cơ sở, nhân viên của các khách sạn, nhà hàng, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La tại đây các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề liên quan như tổng quan về du lịch, các văn bản luật và hướng dẫn thực hiện luật du lịch hiện hành, một số văn bản định hướng phát triển du lịch của tỉnh, tình hình phát triển du lịch trong nước, khu vực tây bắc và trên địa bàn tỉnh sơn la, lý thuyết về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, xây dựng bài thuyết minh hướng dẫn du lịch tại điểm và thực hành hướng dẫn thuyết trình theo chủ đề. bên cạnh đó các học viên còn được đi tham quan thực tế và thực hành các kỹ năng đã được tập huấn tại khu di tích lịch sử trung đoàn năm tây tiến khu du lịch thác giải yếm Mộc Châu, thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, thuyết minh viên, hướng dẫn du lịch tại điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La, qua đó làm hạt nhân trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh về miền đất con người Sơn La đến với du khách. Ngày mùng 2 tháng 12, thành phố Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022. Năm 2022, thành phố Sơn La đã triển khai các biện pháp xây dựng, nâng cao chất lượng tiềm lực lợi thế của địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ, đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và chỉ đạo hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương được triển khai tích cực, có chất lượng. Phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực quốc phòng quân sự được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. 100% đầu mối dân quân tự vệ dự bị động viên được củng cố và kiện toàn trong năm đã tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 12.700 học sinh sinh viên và học viên các trường chính trị, hành chính, đoàn thể. Giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng. Tổ chức cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp thành phố năm 2022 sát thực tế, đạt xuất sắc. Năm 2023, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác nắm tình hình, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới quản lý sử dụng vũ khí trang bị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ. Tham mưu cho thành phố tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diễn tập các xã phường năm 2023, thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Nhân dịp này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng đơn vị tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cho 30 tập thể và cá nhân. Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen cho 11 tập thể, 8 cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, từ việc sơ chế cà phê dẫn đến nguy cơ xảy ra ô nhiễm nguồn nước là rất cao. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã và đang vào cuộc triển khai nhiều giải pháp đảm bảo môi trường nguồn nước, nâng cao ý thức của các chủ cơ sở và người dân. Trên thực tế đã có những quy trình xử lý nước thải từ việc sơ chế cà phê mang lại hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau là hộ gia đình được lựa chọn triển khai mô hình xử lý nước thải theo quy trình ba bể. Ông Lò Văn Nghĩa, bản phiên quài xã Trường Ban huyện Mai Sơn đã dành một khoảnh đất rộng 2.200m2 với tổng số vốn gần 500 triệu đồng, trong đó được chính quyền hỗ trợ hơn 200 triệu đồng kinh phí mua vật liệu lót chống thấm, bạt, HGPE chuyên dụng để xây dựng khu vực xử lý nước thải gia đình tôi thì được huyện Mai Sơn, ủy ban huyện Mai Sơn chọn mô hình thí điểm đầu tiên của tỉnh Sơn La, cái mô hình xử lý nước thải hộ gia đình này. thì qua xử lý thì tôi nhìn thấy xử lý hệ thống ba bể này thì rất là hiệu quả. thứ nhất là cho vào túi khí thì nó không mùi, Đấy, cho các hộ xung quanh, bởi vì mô hình của tôi làm là cách khu dân cư 200 trăm mét, Đấy, thì qua cái xử lý từ túi bể túi khí ra cái bể chứa. Thứ nhất và bể chứa thứ hai thì qua xử lý xong đến bể chứa thứ hai thì sau một thời gian khoảng tháng rưỡi thì gia đình tôi mang đi tới cây tái sử dụng lại cho cây trồng. Việc xử lý nước thải sơ chế cà phê được áp dụng đúng theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La về quy trình ủ vỏ cà phê làm phân hữu cơ và xử lý nước thải sơ chế cà phê theo hướng tái sử dụng chất thải. Với cơ sở sơ chế cà phê quy mô hộ gia đình được lực lượng công an và chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn các hộ gia đình triển khai xây dựng trong thời gian qua đã và đang đem lại hiệu quả cao, giảm chi phí về đầu tư phân bón cho người dân, phù hợp cho nhiều loại cây trồng hoa màu trên địa bàn. Trước khi mà bọn em gieo trồng thì là có tưới nước thải cà phê ở cái bể cuối cùng sau khi đã được lọc ấy thì là bọn em tưới ra đất này xong bắt đầu khoảng 2 ngày sau thì mới phay đất lên một lần để cho nó nhỏ mà nó cũng vừa hạn chế cỏ đi rất là nhiều thay luôn cái phân hữu cơ mà bọn em mua để sử dụng còn cái vỏ cà phê thì chúng em cũng giải luôn sau khi phay một lần lên như thế xong rồi tầm khoảng hai ba hôm sau thì phay lại để cho nó đảo đều lên thì là cái hạt cỏ nó sẽ không lên được nữa mà nó cũng không không nhiều ấy thì nó rất là nhàn luôn mà đỡ đỡ công đi rất là nhiều việc tạo một quy trình khép kín trong xử lý nước thải cà phê đã phần nào giúp người nông dân tiết kiệm nguồn chi phí phân bón lớn cho diện tích hoa màu sớm hoàn lại vốn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo an toàn hợp vệ sinh đã và đang được rất nhiều hộ gia đình sản xuất sơ chế cà phê lựa chọn xây dựng không chỉ bảo vệ môi trường nguồn nước mà còn tạo một quy trình khép kín trong việc chăm sóc cây trồng từ đó môi trường nguồn nước được đảm bảo ý thức của các chủ cơ sở và người dân được nâng cao Ngày 1 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Hợp, sinh năm 1969, trú tại tiểu khu Quyết Thắng, xã Còn Nòi, huyện Mai Sơn về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2, điều 355 Bộ luật hình sự. Theo đó, từ năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, đối tượng Lê Minh Hợp, lợi dụng là nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Tô Hiệu, Sơn La phụ trách đội thống nhất đã tự ý thu tiền chuyển đổi đất nông nghiệp trồng cây ngắn ngày sang cây lâu năm và chuyển đổi hợp đồng sang tên của hai hộ dân tại tiểu khu thống nhất xã Cò Nòi huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La với số tiền 52,5 triệu đồng. Vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau.